cái màn 395 này lắp cho máy Samsung 40. Bây giờ nó đang bị bệnh ảnh, cái này mất áp lên tai. Màn 397. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành đo áp trên tai này. VGL hát, đây cũng VGL, đây 3/3, 2/3/3, ok, bây giờ tạo ra rồi thì bây giờ tiến hành đo. Thời chơi bằng đồng hồ một số đồng hồ kim nhé. Khởi động máy. Ở trên chúng ta đo từ giờ hát. Nghĩa là có đủ điện áp này, 28V, 728V, VGL, VGH đấy, điện áp âm VGL, không có anh em. Đó, bây giờ chúng ta phải tìm cái điện áp âm này để cấp lên tab này. Do mất cái điện áp là âm VGL này, có nghĩa là nó mất áp, nó bị đứt từ cái khoảng tắt dọc này lên cho đến đây, khoảng này bị đứt dẫn đến mất áp. Giờ mình phải tìm cái áp VGL ở dưới thanh gỗ. Dưới thanh gỗ này để mình câu lên. Cái khu vực này là khu vực điện áp nó đưa lên tab này và lên tai, nên đây mình đã cạo ra để mà tìm áp vào đây. Đây là 28V của VGH. Vâng, đây chính là VGL, điện áp âm. Đó, hiện tại là bị mất điện áp âm. Nên bây giờ mình sẽ tiến hành câu điện áp âm từ đây lên trên tai này.
cộng dây đồng. Vì là cái mạch điện nó rất nhỏ nên cẩn thận, nó rất dễ chập vào nhau. Ok, giờ test thử nhé. Vâng, màn hình nó lên anh em ạ. Không tín hiệu. Chỉ cần một cộng đồng thôi.